Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi ăn lẩu thái hải sản nè các bạn. Các bạn cùng ăn. Bữa nay đi ăn lẩu cá hồi á gì cái là lẩu thôi nè, để cá cho đi, để cá hồi đi. Mời các bạn lẩu. Ngon quá các bạn. Bún. Nóng. Sao xém được chân nha. Cá các bạn cá nha, ăn lẩu thái nha các bạn, ăn lẩu thái với mình nha, cá ống đèn rồi, cá ống đèn lắm, ngon quá, đầu quá mới ăn là lẩu thái ngon hả? lát nữa hết bún ra mua mì, lấy mì thêm. Có mực nữa nè, đâu rồi mực rồi nghêu nữa. Lẩu này chắc 200, lẩu này chắc 200 quá vậy. Chả nữa, đây mực đây nóng. Giờ này đói ăn lẩu nó vô ngon đâu. Uống bia không? Không. Chả nữa các bạn. Uống bia không? Kêu bia uống. Ngon quá. Mời các bạn mực nha. Nghe các bạn. Cái này cá hồi hả? Cá hồi. Mực đây. Nóng. Giờ này đói ăn lẩu nó vô ngon đâu. Uống bia không? Không. Chả nữa các bạn. Uống bia không? Kêu bia uống. Ngon quá. Mời các bạn mực nha. Nghe các bạn. Cái này cá hồi hả? Cá hồi. Mà nó lẩu hơn. Cháo bấm đèn quá à. Ngồi ngay bấm đèn luôn á.
là lẩu này no luôn. No luôn rồi. Nồi lẩu siêu to. Hai người mà ăn cái nồi lẩu siêu to luôn. Quá đã. Lâu lắm mà mới được ăn cái nồi lẩu siêu to. Mấy em nhỏ giỡn. Mày cái chanh vậy? Còn muốn lắc nước nhiễu phỏng giò luôn. Cái này xào lèo không phải xào lèo đó, cái gì á, kêu cái gì á, cái gì ta, cái rau gì á, rau bình nước, rau bình nước hả, bình nước á, ăn ăn lẩu ngon á, đậu mắm á, rất là đậu mắm mà các bạn mặc ngon các bạn. Mật này các bạn ơi. Ăn bún. Ăn đậu thái nè. Đậu thái gì gì. Mực nè, rồi tôm nè. Cá chả nè. Rồi cá hồi nè. Tôm nè. Ngon quá, ngon quá các bạn ơi, ngon quá ngon. Tôm các bạn ạ. Ừ. Múc múc múc. Ơi. À, tôm đi. Múc nước là nhiều nhiều hấp ngon. Nước nhiều nhiều hấp ngon. Ừ. ăn lẩu là ngon nhất là rau nhiều á, ăn nó mới ngon. Ủa sao con ngăn nó nói là quán của bạn nó là xuống dưới đây chút xíu thì mình thấy có cái quán này mà đâu phải bạn nó đâu, đâu phải bạn nó lúc trước đâu. Năm là lúc mình ăn với nó mà kia là lâu chưa ta? Hơn năm chưa? Năm chưa? Trước mình ăn với Nhân á. Lâu rồi. Năm trước đúng không? Cà chua nó chua quá. Nóng nữa. Cái bữa mình ăn đi gặp con Hiền đó. Ừ, là lúc đó con Hiền bầu. Mà nó mới đây mà nó mới xong bạn vô làm à. Ăn nhiều đi mà các bạn, nhiều nha các bạn, nóng quá. Ê, chú phải ăn cái này nè, gặp con hình bầu đó nè phải ăn này nè, cái cọng này nè, giống như lục bình đó. Trọng gì nè ta? Hả? Cái thằng Khương Dừa hay ăn á. Khương Dừa. Khương Dừa hả? Ừ. Anh Khương Dừa hay ăn cái này hả? Ừ. Hay là gì không biết. Nhưng mà ăn nó. Lát về bắt cái Khương Dừa là biết rồi. Nhưng mà ăn nó ngon. Ăn nó ngon mà không biết. Ở đây ngon. ta bán lẩu thái mà lẩu tôm nè, rồi cá hồi. Mực nữa nè, ăn nêm nếm rồi thấy cũng ngon lắm các bạn. Nên cái nước chắc phải vừa ăn đúng không? Ngon lắm. Nước ngon. Mà tại cái quán này nó nằm trong này. Tất cả đi đường này. Nhưng mà những người mà ta ăn quen á. Nó nằm quá nó sạch. Ăn quen là ta hết nữa. Trong nó có bán đồ nướng không? Có. Đó, trong này lạnh để đó. Ở đây người ta bán lẩu rồi bán đồ nướng các đồ hải sản á, là đồ biển á các bạn. Bữa nào mình đến đây mình ăn lẩu đồ nướng một bữa.
Củ đông đông rồi đây anh. Mới mốt củ ba bạn bè lại đây ăn 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 lẩu với anh. Củ ai bạn bè? Hả? Củ ai?